thưa quý vị và các bạn, đối với bí mật đêm chủ nhật, những diễn viên của chúng tôi sẽ xử lý tình huống do chính Linh quy định. Họ không có hóa trang, chúng tôi chỉ hỗ trợ đạo cụ. Nhưng làm thế nào để cho các diễn viên này phải thể hiện được cái nhân vật của mình? Xin một tràng pháo tay nữa để cho mọi người lấy tinh thần ạ. Nhập trên say uống cho lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi muốn quên đi nhưng phận bèo trôi. Cái hỏi thế gian tình là tên... cái quái quỷ gì cái gì đấy? Làm gì buồn mà than thở thế ghê vậy? Này, tôi là gái chính chuyên nhá, không có được như thế. Xin lỗi. Vớ va vớ vẩn, mặt vất vưởng đi đâu đấy? Sang đây làm gì? Hỏi thăm tình. Vẫn khỏe, sống bình thường. Ý hỏi là tình bị cái gì mà buồn mà than thở vậy? Ôi giời, ta nói ngày xưa mà mình còn son, mình còn thắt đấy, ta đẹp thì cái bâu vào như là ruồi mà bâu vào cái cục, cái hạt xoài, à tưởng là cục đường đấy, ruồi nó bâu vào đấy. Rồi bây giờ là người ta là không còn nhan sắc thì nó kéo nhau đi một lượt, nó không có một thằng nào. Chứ ai đứng gần tình đây? Chúng thế rồi, chúng thế quá rồi. Này, đi ra chỗ khác đi. Bây giờ tôi không có nói chuyện với ông, tôi không có ưa đàn ông nữa rồi, không có còn yêu được nữa rồi nha. Bây giờ bắt con gà. Nói như tình nghe nấu cháo ăn thôi. Không. À đi bắt gà thì không được. Vâng. Bắt con gà đi, hai đứa mình nấu cháo ăn. Lên lớp nhà bắt con gà. Tình kêu gà hay kêu chó hay? Kêu gà kêu chó. Tôi kêu ông đây. Kêu người nào mà người đó theo là biết là con gì rồi. Đây. Ơn kệ thì về gái làm chó cũng được. Gái mà gái già mới đọc. Ngà. Đi, mình ăn tình hả? Để kiếm vậy. Ăn hả? Bà muốn ăn hả? Hả? Ơ, cái thằng nào mặt đều thế nhỉ? Thế, gà ở đâu mày ăn ngon thế? Hả? Gà ở đâu mày ăn ngon thế? Có những điều bí mật đêm chủ nhật. Thì cái con gà của mình nấu mình ăn đi. Này, từ sáng giờ tôi không thấy con gà tôi đâu. Thế tại sao thằng này lại ăn gà một cách hiên ngang thế này? Là vấn đề là vì sao? Cả cuộc đời, ngay cả con gà cũng không giữ được thì huống hồ giữ được cái gì nữa. Bà thấy chưa, tôi đi năn nỉ bà không chịu để cho ta chửi vô mặt bà. Thế là hình như là có một đứa nào nó bắt con gà của tôi rồi. Tao chủ cả dòng họ thằng nào bắt gà của bà nhá. Cái ngứa mà bắt gà của bà, tao cho ông sơn nướng trả cho bà cả băng bia, cho tổ tiên nhồi thịt. Tao lấy dây tông nịt vào cổ, mặt tao bổ ra làm đôi, cái môi tao xẻ ra làm tư phần, còn dư tao nhồi cán lựa, tao đánh trắng trợ, tao đánh giã mà, tao đánh tan nát, tao vả, tao tát, tao đập đất nước. Đấy, tao chửi đấy, cái cùng cái vặt cái nông, ba cái cùng xéo vặt lông cái nào, vặt lông thằng nào ăn con gà luộc cho tao, tao cà, tao cấu, tao xả, tao ăn. Đấy, tôi ăn gà chiên. Vặt lông thằng nào ăn con gà chiên cho tao, tao lấu, tao lướng, tao xả, tao ăn luôn. À, đấy. Chửi nữa đi. Hết văn rồi, không chửi nữa. Thằng kia, mày có lấy gà quả bà không, mày nói ngay. Em đừng vì yêu anh không được rồi hận. Thế là hai thằng mình là tình địch đó. Tôi yêu là yêu con người của người ấy, cô ấy. Còn hiện tại là đang trong một cái tình thế là vì mất của, nên cô ấy nóng giận chửi bới ôm sờn. Những lời lẽ chửi đó tôi sẽ ghi bãi vào trong tim, rồi một ngày nào đó tôi sẽ trừ vào tình yêu của chúng ta dần mòn theo năm tháng. Nó điên rồi, gà chiên. Nó điên rồi, nó ăn gà nhiều, con gà này gà cúm nó điên rồi. Tao quên báo cho mày biết là con gà tao nó vừa bị H5N1, người ta chưa bắt đi, mày vừa ăn đấy. H5N1 chỉ lây qua đường, làm gà chứ ăn không bao giờ lây. Mày điên à? Điên ăn gà chiên.
Bây giờ là cái lúc anh thể hiện tình cảm với em. Ok. Em cần một người xử cái vụ này. Xử được, em cho anh xử em. Thấy không? Tới, ông đừng nghe lời bà. Bà nói lúc có, lúc không à. Ông nghe người ta hát về bà sao? Tình là tình nhiều khi không mà có. Giờ cũng đi kêu cho bà đúng không? Gọi luật sư đến đây. Cảm ơn cái đi. Vậy mới có niềm tin đúng không? Có mời đây. Chưa? Khăn đây. Xài đi. Này. Gì đây? Đây, đây. Xin giá. Thì tôi ông mày xài chứ bà. Ông xài cái hàng bên đây thì tôi xài cái khăn chứ có gì đâu. Vớ vịt đi đi. Mới ăn gà chiên mỡ không? Thì vớ vịt. Nó nhỏ cái chừng cha già cho nghe. Cái gì? Xích vịt. Cho anh hùng em đi. Đáo trở. Có tởm không? Không. Dám gì? Bà chỉ có chơi thôi nhé. Bây giờ bà nghe tôi nói nè, bà muốn tìm con gà đúng không? Tôi sẽ tìm được con gà cho bà trong vòng 1 phút. Mày không cần gì, tao khẳng định mày lấy, mày ăn gà. Tôi không có lấy. Mày chứ không ai mà có ai lấy đồ ăn cắp xong. Bây giờ ông nội ông ăn gà rồi, giờ tôi ăn môi miếng được không? Được không? Được. Xíu cái mỏ vô hoài. Thôi bây giờ vậy anh đi kêu luật sư cho em. Anh cứ kêu luật sư cho em. Tối nay ha. Vâng. Không cần phải kêu. Người có chức quyền xuống rồi. Này chị ơi. Xin lỗi. Tôi là đàn ông. Tôi lại quên mất. Xin trân trọng. Này chị đàn ông, chị tập tạ ở đâu mà sao mà sừng sững thế hả? Tập tạ ở đâu? Phần nào là phần ngực trên người tôi đâu, ông chỉ coi. Vừa gọi tôi là ông gì? Tôi đâu có nhìn bên này. Này dối lại. Tôi nhìn đây. Dối lại. Phần nào trên người tôi ông chỉ coi. Tôi nói ông này. Ý là bà nói để tôi chỉ. Của bà liều thế cơ à. Đàn ông với nhau. Anh cứ bình thường đi, anh làm gì anh sợ. Ví dụ tôi rờ anh nè. À đây à. Đàn ông với nhau đâu có gì đâu. Tối qua nhà tôi nhậu. Nó là bình thường thôi. Này đúng không? Này phụ nữ mà sờ vào đàn ông cũng bình thường luôn. Đấy. Đâu? Đấy. Ra. Tôi á. Này, tôi là gái chính duyên, tôi đã bảo rồi nhá. Tôi có giờ đấy đâu, phải không? Rồi. Ơ, cái bà này. Rồi. Nốt nước anh ạ, à. Nốt nước. Cái gì? Cơ, tại sao bà cà ông cướp? Ông bảo. Ông cướp. Bớt rồi. Này nào ông anh. Này, bên này không phải là buffet mà muốn lấy cái gì đấy nhá. Hôm nay tôi xin trọng giới thiệu, tôi là luật sư dưới đây. Có gì cứ nói, đừng có ngại nha. Vì một con gà mà giới tính đảo lộn. Vấn đề ở đây xảy ra có nghĩa là mất một con gà đúng không? Đấy, tôi thấy bà chả quan tâm đến gà. Tôi toàn... không phải là bà, một lần nữa không phải tôi là đàn ông. Không ai hiểu ông bằng tôi. Tụi mình sẽ đi nhậu. Đã. Ông ăn cắp gà của bà đúng không? Tôi ăn cắp gà hồi nào? Ông nói cho đàng hoàng nha, cái gì mới có bằng chứng nha. Nó có sách mắt có chứng. Tay nó ăn gà kìa, đấy. Nó vừa ăn con gà đấy. Xin lỗi, trên thế giới này không phải một mình nhà bà có gà. Tôi có thể mua ngoài chợ một siêu thị. Đúng rồi. Thế là nó điêu rồi. Ừ. Điêu gì? Tấp này không hề có siêu thị. Để chứ? Tôi nói là có chợ hoặc siêu thị. Chợ là vừa đúng gà cái đợt rồng người ta cấm bán rồi. Thì chỉ duy nhất cái làng này là có mỗi một con gà của tôi là con gà đã bị cúm rồi là nó ăn. Vậy thì trên luật 4 điều 3 ở trang mâm, tôi khẳng định với bà là bà phạm cái tội lén lút nuôi gà cấm. Tôi đi vô lát phạt bà luôn. Được. Bây giờ bà có cái điều, bà có cái gì để mà bây giờ khó lộ không? Anh bây giờ thế này. Hay quá ông ơi. Hả? Hay quá. Lát hai đứa mình đi nhậu. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ anh sao ơi, bây giờ anh sao? Ơi. Anh đàn ông anh thể hiện một tí đi bây giờ. Anh nghĩ này. Bà đây làm người bà ta nghĩ buồn cười rồi. Bà nghĩ sao nãy bà chiến thắng tôi theo bà giờ bên đây chiến thắng nè. Đúng không? Vậy. Mình tôi là đàn ông của luật sư ôm đầu một cái. Luật sư. Bây giờ anh vô tình tôi đừng trách tôi bạc nghĩa. Luật sư mà che giấu giùm tôi cái vụ con gà. Bây giờ đây thân lại cho không 60 năm cuộc đời. Đây. Ồ bấy bình. Đang đấu bò hả? Đấy, bây giờ em là về với đội của anh. Bây giờ tôi nói cho ông luật sư nghe nè. Sao? Con gà của bà Tình à. Là ông kia ông lấy. Bằng chứng đâu? Tôi có bằng chứng.
Bằng chứng gì? Bằng chứng là con gà của tôi đây. Sao? Nói đi. Nói, con gà của bà biết, đâu cần phải nhìn. Sao sao? Con gà của tôi là trong lúc nó chạy bộ là nó có bị cháy chân một lần. Mắt cá nó bị lòi ra thế nào? Là cái con này là vừa đúng. À, đúng rồi. Mắt cá đúng không? Đây, tới đùi hết rồi. Thầy đừng đùa, thầy nói đấy. Ơ thầy, đùi của con gà là nó đến mắt cá chân rồi. Theo luật 5 điều 1 trên trang 9 nha, tại ấp này thì gà nó chỉ tính tới đùi là đúng rồi. Anh đúng, An thuộc vậy anh. Ôm, ôm, ôm. Anh theo tôi rồi bây giờ. Tôi anh... biết vậy, nhưng mà sao giờ anh làm sao? Bây giờ vậy đi. Em phải thông cảm bé Tình à. Nói chung á là cái con gà là làm cái gì mà la lối ôm sầm vậy? Hả? À, cả cái shop này ồn ào quá chịu không nổi. Con gà này phải con gà của bà không? Khoan khoan. Anh yêu. Khoan, anh cho tôi đợi chút. Có dây cuộc gà đúng không? Ra đây. Con gà này của bà đúng không? Vâng, quả em ạ. Ôm đi. Vâng, quả em. Dây chạc thì cột như dây đây nè. Còn ghi vô đây để biết con gà của bà rồi, phải không? Cái gì đấy? Cái gì? Ghi, nó ghi cái gì đấy? Gì đấy? Tình yêu tứ. Tình yêu tứ? Tứ yêu tình? Sao hai sợi dây này chúng một vậy? Là sao? Vậy là sao? Trên thân thể của ông lại có tờ giấy này. Nó làm như thế là để nó vu khống cho ông Tứ. Đấy, bây giờ rõ tăng chính rồi anh ạ. Bắt nó ngay lên trên ủy ban đi anh ạ. Bắt cái gì? Vu khống cái gì? Nó thằng này nó là vu khống, là cái thứ mà không không có đạo đức. Là ông đúng không? Cả đúng không? Trả lại sự trong sạch cho tôi, con gà chiên. Kính thưa quý vị, qua cái kỳ cục án này á, cái tình huống của các anh chị là tốt. Người này nâng banh cho người kia. Và chỉ có cái điều là tôi quy định là ai đàn ông ai đàn bà rồi. Nhưng mà sao tôi bị rối loạn tiền đình? Là vì cái vụ án mà cứ ông với bà không đó. Còn anh Nam, anh ngại ngùng gì? Đàn ông ở đây chứ ra ngoài sáng vào tay chứ. Và một lần nữa cảm ơn bốn diễn viên của chúng ta đã xử lý tình huống rất là xuất sắc. Xin cảm ơn tất cả.